Còn bàn tay ấy. Xong rồi. Con ao đấy sâu mà. Nó lật ngửa lên cái là chịu. Đấy bây giờ cứ lật ngửa lên cho bố cả. Bọn nó đi bắt rồi. Bọn nó đi bắt tâm của bà ai à? Ơi, ơi. Lật ngửa lên. Lật cái nó lật ngay. Mọt nó lại nhọn đấy nhỉ? À, nó có cái mồm. Nó chống cái đầu. Nó chống cái đầu nó mới lật được. Đôi đôi đôi, đôi ra. Đấy, bắt đặt đi. Nó không có đầu không lật được. Lật trong giữ luôn, luôn ngửa nó ra này. Lật trong giữ luôn. Đấy. Giữ luôn thế này. Đấy. Đây này. Nó chống đầu. Đấy, bác bỏ tay ra. Bỏ tay ra để chụp. Đấy. Bỏ cái đầu. Lật này. Sao lại quảng cáo bãi cát thì đổ mới được. Bà. Bà chạy. Cho xuống nước đây này. Bãi cát thì con lật đi. Ô tô rồi. Ô tô rồi. Thế không đi ngủ à? Bà ơi vừa lại lo ăn hết cơm không? Không hết. Thế là bà ăn. Nó cắn vào rồi chạy chạy nó xong xe. Hỏi ai? Thôi là đi, là đi. Lật giữ nguyên đấy. Ok đấy, dạy làm siêu nhân đánh con này đi. Đánh đi. Đánh luôn. Đúng rồi, ôi nói được. Siêu nhân đấy, đúng rồi. Siêu nhân đánh luôn. Bỏ ra, bỏ ra. Nhanh lắm, thảo nước ra bơi cho nè. Thảo nước đi. Còn to đâu? Nhiều lắm ở dưới đây. Ôi thế à? Cắn à? Cắn chưa? Cắn vào tay chưa? Chưa. Nhưng mà có cảm giác đau đau rồi gì? Không, nó bấm bấm mà. Giờ này, nhìn thấy chưa? Ừ. Đục 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 nước cho nó đi. Đấy, nặng. Chỗ này một con, hai con, ba con. Nhiều lắm. À, bốn con. Tầm bảy con. Năm con. Đâu nhìn thấy không? Chơi cá. Cá. Bé tí này á. Đang chạy. Đi, đi đi uống nước đi. Đi uống nước nghỉ ngơi tí đi. À, nhìn thấy rồi ba ba đây. Để tí thì đi. Đi khẽ nhỉ. Con đấy anh vừa bắt con này đi quẹo ở nước. À. Chê. Ok.
các bạn hãy đăng ký kênh để đón nhận những video độc của kênh của mình. Ba ba cá quả.